Rồi hôm nay là em sẽ tiếp tục em lên một số cái combo thanh lý nữa cho anh chị. Thì anh chị lưu ý giúp em á là những cái loại combo thanh lý như thế này á là em chỉ có duy nhất thôi, cho nên là anh chị nào mà chốt trước đó hoặc có thể là cọc cho em trước thì em sẽ gửi cho anh chị nha. Nó chỉ có duy nhất thôi, cho nên là anh chị nào thấy ok, anh chị thấy thích thì nhớ là tranh thủ nhanh tay đặt em trước, chứ không là kẻo nó không còn nữa. Dạ rồi. Dạ rồi, đầu tiên thì em có một số cái loại cá thủy sinh mà lộn xộn xà ngầu như vậy anh chị. Thì mấy cái loại cá này á là đã bị tật lỗi hoặc là có thể là đã trải qua bệnh rồi, nhưng mà em đã chữa khỏi rồi anh chị. Nhưng mà tuy là chữa khỏi nhưng mà những con nào mà đã bệnh rồi thì em sẽ không có bán cho anh chị nữa, cho nên là em để thủy sinh ở đây. Nhưng mà cá cũng rất là đẹp, nó bình thường, hầu như không không có gì hết đó. Thì mấy cái loại cá này á thì anh chị nào ở gần có thể qua vớt nha anh chị. Thì em sẽ bán là ví dụ như cỡ 100.000-200.000 gì đó là cho hết luôn cũng được, nếu mà anh chị mua cỡ tầm 1.000-2.000 con thôi đó. Còn anh chị nào mà muốn gửi đi xa thì em sẽ lựa những con đẹp em gửi, nhưng mà một con em tính 5.000 đó, một con em tính 5.000 nha anh chị. Đó là em sẽ lựa đẹp đó, em sẽ lựa những con đẹp trong đây em gửi. Gửi đi xa thì bắt buộc là em phải đóng mọi bọc một con, cho nên là một con em phải tính 5.000. Ví dụ như em lựa mấy con mà đó, mấy con này nè, thiện con gì em tính 5.000 nè, đó mấy kiểu vậy. Em lựa mấy con đẹp đẹp em gửi thôi, còn mấy con mà nó xấu quá em không có gửi nha anh chị. Nhưng mà em sẽ lựa heo cặp kiểu vậy cho anh chị để có cá đẻ luôn. À ok chưa, kiểu này thì nó dạng như thế này là quá đẹp rồi anh chị đó, cá rất là đẹp luôn á. Con thì em để 5.000 nếu mà gửi đi xa nha, còn gửi gần thì cứ qua vớt. Dạ rồi, tiếp theo thì em có bốn cặp rồng xanh ri bông. Rồi cá size to rồi anh chị ơi, à là mái ri bông chống ghen, để cho anh chị đem về ép đẻ luôn. Em còn được bốn cặp thì bốn cặp này em để cho anh chị hàng rồng xanh ri bông nha. Rồng ri bông em bán 100.000 cặp lắm, thì anh chị lấy hết nguyên bốn cặp này thì em để 200 thôi đó. Anh chị nào nhanh tay thì lấy trước nha. Đây là rồng xanh ri bông anh chị. Rồng thì nó mắt đen cho nên rất là khỏe, anh chị có thể nuôi nhìn nhìn top view hay side view cũng được. Nhìn ngang thì nó cũng đẹp, nhìn ngang thì cái đuôi nó to, nó xòe ra rất là đẹp. Nhìn từ trên xuống thì anh chị thấy được cái lớp vảy phía trên cũng được luôn, anh chị nuôi cái nào cũng được. Rồi tiếp theo thì em đang có jumbo super short anh chị thấy những cái bụng không, hay là hàng jumbo super short gì thấy không. Con nào nấy nó bầu tóc rất là căng rồi anh chị nào nhìn thấy không, nó ngắn ngủn mà đó, cho nên là anh chị nè lấy về thì em nghĩ là nó đẻ liền luôn rồi đó. Mấy con này sắp đẻ hết trơn rồi đó. Đây là con trống của nó anh chị, thì em trình còn được khoảng 9 cặp, 9 cặp thì hết hai hai cái hồ này luôn anh chị ơi. Đó, con trống nó cũng ngắn ngủn mà anh chị, trống nó ngắn ngủn mà. Đây tay bơi của nó như thế này đi ạ, à tay bơi dài lắm đó. Thì Jumbo Super Sọt này em bán là 100 nữa, nhưng mà anh chị bây giờ bây giờ còn nguyên cái hồ này luôn, anh chị lấy hết em để 400 cho hết luôn. Đâu khoảng 8 con mái, 9 con trống thì phải, mà anh chị nhìn cái body của con mái nè. À, hàng Super Sọt nó ngắn lắm và nó rất là to nha anh chị. Chị nhìn cái bụng của nó kinh khủng không? Này là hình như là 8 con nào cũng y chang luôn. Đó, anh chị có thể thử dòng này nha. Ngắn lắm luôn anh chị. Hàng Jumbo Super Sọt mà cái bụng body nó rất là ngắn anh chị, con mái đẹp lắm. Rồi con nào lấy bụng bầu bì cứ ngắt à, còn con trống hàng cái body nó cũng ngắn luôn, body nó ngắn lắm anh chị ơi. Đây, con trống hình như thế này. Rồi hết cái này cho anh chị lấy hết hai cái hồ này em để 400 nha. Dạ đối với đồng đỏ Indo này á thì em vẫn để là 40k một cặp, anh chị mua combo 10 cặp nó sẽ là 300 nha cho hàng rồng đỏ này. Hiện tại là em đang có mái to lắm anh chị ơi, trống thì là trống còn hơi tơ tại vì mái nó dư nhiều quá, cho nên là mái nó em có mái mái to, còn trống thì anh chị lấy xài nó hơi tơ chút. Nhưng mà đây là con ở trong em đang quay này, em sẽ gửi mấy anh chị trống này nè. Rồi nó hơi tơ nhưng mà nó bung đẹp lắm anh chị. Đây à, đẹp ghê không, hàng này hàng tia nha anh chị. Đa số là nói chung là không phải là hàng full, đa số là đuôi tia không mình chứ không, nè nó xè ra đuôi tia không à.
Đây, trống thì nhiều như thế này, còn máy thì em gửi nó bự hơn nhiều nha. Đã dư máy nhiều, đợt trước còn dư quá trời luôn, cho nên là em sẽ gửi máy to, còn trống em gửi như thế này nha. Này là 40k thôi, anh chị mua combo 10 cặp nó chỉ có 1.300 cho 10 cặp. Tiếp theo là em có coi thích y full hai tay anh chị. Xài tơ rất là nhỏ nhưng mà nó full hai tay rồi, cái bộ giống này rất là đẹp. Anh chị cứ yên tâm về bên em là về có e với full gold thì hai cái dòng này thì anh chị cứ yên tâm. Cái rất là tơ luôn mà anh chị thấy lên toàn là full tay không. Một cái lên full tay kinh khủng thì anh chị. Thì máy dư nhiều quá mà chống full thì không có đủ số lượng, đẻ ra máy nhiều mà chống ít quá. Nên là em sẽ anh thanh lý cho anh chị một con máy như thế này á, chỉ có 25k thôi anh chị. Một con máy full tay như thế này 25k. Anh chị mua bao nhiêu cũng được hết. Anh chị mua một cặp chống máy á, một cặp chống full nè, còn chống full với con máy full á thì là một con máy full tay chống full thì là 40. Nhưng mà anh chị mua lẻ máy thì còn một con là 25.000. Một con 25k nha anh chị. Máy em nhiều lắm. Rẻ ra mà cái này nó còn nhỏ mà nó full tay hết trơn rồi. Thì anh chị thấy không nè, bây giờ nó còn đem kéo đỏ nữa, nhiều lắm. Nè, kéo tay đỏ lên nhiều lắm anh chị. Thì nhiều khi anh chị nuôi về nhiều khi tuần hay tuần sau nó full lưng là chuyện bình thường luôn. Rất là dễ mà một con 25k thôi anh chị, thanh lý cho anh chị nha. Đây, quay gần cho anh chị xem nè. Máy size nó còn nhỏ anh chị thấy không? Cái lỗ mùng nè, nhìn hay nhìn cái lỗ mùng này nó nhỏ xíu mà còn cái máy nó nhỏ xíu vậy mà nó đã full hết trơn rồi. Chị biết cái bộ này nó rất đẹp luôn, đẻ ra hầu như full tay hết. Hầu như 100% là tay đỏ hết cho nên cái bộ giống rất tốt. Bộ giống rất tốt luôn anh chị. À, con này thấy không? Con này nhỏ xíu mà nó muốn full lưng nè. Anh chị nuôi thời gian con này chắc chắn 100% full lưng nè. Hầu như mấy con này là em nuôi là tới tự đủ khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng là hầu như là full lưng hết. Đó cho nên là bán cho anh chị 25k nha. Đó, tại vì ít chống full quá, chứ mà nhiều chống full thì em không có bán giá này đâu. Dạ. Rồi, ok anh chị. Dạ rồi, cuối cùng là full gold rebound tabi bấm full option long air. Đó, em sẽ gửi cho anh chị là size giống. Anh chị nào mà muốn size nhỏ thì anh chị nào mà thích mua size tơ á thì cũng có thể nói em nha, là em sẽ gửi là size 2 tháng hãng rử. Còn anh chị nào mà muốn size 3 tháng cũng có luôn. Đó, đây là những con mà size khoảng 3 tháng nữa anh chị. Đó, rất là to luôn. Thì bên em cung cấp rất là nhiều full gold nha. Bên em là chuyên full gold với con red e cho nên chị yên tâm. Tại bơi dài lon e như thế nào cũng có hết. Đấy, xe giống loại hàng VIP thì dao động từ 120 đến 180. Có con fincher là 250 cũng có luôn. Dạ rồi, em xin kết thúc clip đây nha. Anh chị nào có nhu cầu đặt cá hay có thể liên hệ với bên em nha. Là 0972107313 hoặc là truy cập vào trang web là hiếucacanh.com để mà đặt cá nha anh chị. Và cảm ơn anh chị đã xem hết video. Cảm ơn rất nhiều ạ.